có dùng kem không nha. Anh như 1 tháng rồi chị. Ừ? 1 tháng rồi. Dùng kem chị hả? Ừ. Ừ. Xin đi nặng không? Dạ có. Bao lâu đi nặng lần em? 1 tuần chị. Tuần mà vẫn còn nhiều đấy hả? Ừ. Tuần vừa rồi mới nặng luôn à? Dạ không, tuần vừa rồi không nặng. Ý bữa nó em nặng cái xong chị kêu là 2 tuần tới. À để dán gôm mụn đó. Dạ. Dán mụn em kiểu ngái quá, cái này là chị kêu là 2 tuần dán mụn gôm rồi nặng cho dễ đúng không? Ừ. Ừ, chị tưởng 1 tuần mà mụn hàng ri là chị phải hỏi lại cho. Mụn giờ giờ là đúng gôm lại rồi nè. Đó là em về em dùng nhiều hơn đúng không? Rất nhiều quá, cái nặng nổi hay sao, để em về em dùng kem để em gom lại đó chắc luôn đúng không? Ừ. Giờ nặng sướng rồi.
Giờ về dùng tiếp hả chị? Mình thích á. Sau này hết mụn em vẫn dùng nha, chứ không phải không nha. Tại vì hết mụn là em duy trì á. Chứ còn mà em thả lại là cơ địa em là lỗ hồng long kiểu này là da dầu này là không bị lại á. Nếu mà em thả ra em không ấy chăm nữa thì nó sẽ bị lại như cũ, nó kiểu hơn nữa. Thì theo cơ địa mình mụn da dầu là mình phải chấp nhận như đó. Còn ví dụ da mà kiểu dưỡng gì đồ hoặc là gì á, nó lên là trị hết là hết luôn. Còn mình là bị trong người á, bị cái năng lông đó. Đúng rồi, dẫn qua thì vẽ chứ. Thank you.